Cuộc hôn nhân của Lê Phương và Vách Ngọc Hoàng hai năm gắn bó trước khi đường ai nấy đi. Và từ ngày quyết định đường ai nấy đi, Vách Ngọc Hoàng và Lê Phương đều đã tìm được bến đổ hạnh phúc riêng. Điều là những người nổi tiếng Lê Phương và Vách Ngọc Hoang kết hôn vào tháng 3 năm 2012 trong sự chúc phúc của đông đảo đồng nghiệp, khán giả và người hâm mộ. Tuy nhiên, cả hai bắt đầu rạn nước sau hai năm gắn bó dù có con trai kháo khỉnh là bé cà pháo năm 2014, Lê Phương chia sẻ tình cảm của mình đã phai nhạt. Để thoát khỏi không khí ngột ngạt trong gia đình, cô đã quyết định chia tay Quách Ngọc Ngoan sau nhiều lần cố gắng nhúng nhường để giữ cho con trai một gia đình nhỏ đủ cha mẹ. Đến tháng 5 năm 2015, cặp đôi chính thức đường ai nấy đi. Sau hơn một năm Lê Phương gửi đơn xin ly dị ở Tòa án Nhân dân tỉnh Trà Vinh. Thời điểm đó, nữ diễn viên tố chồng cũ ngoại tình với nữ đại gia vay tiền mình không trả sống giả dối vô trách nhiệm với con vách ngọc ngoan không bình luận về những lời tố của vợ mà chỉ khẳng định anh luôn cố gắng hoàn thành tốt vai trò của mình chăm chỉ làm việc để lo cho tương lai con để con không thiếu thốn tình cảm của bố cuộc hôn nhân khép lại bằng nhiều tranh cãi và đến nay dù cả lê phương lẫn vách ngọc hoang đều đã tìm được bến đổ hạnh phúc cho riêng mình nhưng cả hai vẫn từ chối nhắc về nhau trong các cuộc phỏng vấn Lê Phương lấy chồng kém 7 tuổi, hết mực yêu thương và chịu trụng vợ Tháng 7 năm 2016, Lê Phương chính thức công khai tình cảm với Trung Kiên, nam ca sĩ trẻ kém cô 7 tuổi Cả hai chính thức về chung một nhà bằng lễ cưới vào tháng 8 năm 2017 Trải qua 4 năm góp gạo thổi cơm chung, hiện tại Lê Phương có cuộc sống viên mãn với con gái nhỏ đã hơn 1 tuổi cô cởi mở nhiều hơn khi chia sẻ về cuộc sống cũng như những thói quen sinh hoạt của gia đình nhiều lần khen chồng hết mực cưng chiều như trứng mỏng lê phương cũng từng chia sẻ cảm xúc sau khi một lần đổ vỡ cô đã tìm được bến đổ viên mãn bên chồng trẻ trung kiên cũng không ngại vào bếp nấu những món ăn vợ thích chăm con cho vợ nghỉ ngơi làm đẹp kể từ khi có bé bông chào đời trung kiên dành thời gian để chăm sóc vợ con hơn anh cập nhật hình ảnh đại diện và những khoảnh khắc tình cảm bên vợ gửi nhiều lời ngọt ngào đến lê phương trên trang cá nhân lê phương cũng từng kể những ngày quay phim liên tục từ sáng đến khuya mọi việc trong nhà đều trông cậy vào chồng trẻ thậm chí vì sợ bà xã làm việc quá sức nên bỏ bữa trung kiên còn tự tay vào bếp đem đồ ăn đến phim trường cho lê phương biết mình lười ăn ở đồng phim vậy là anh tranh thủ nấu cơm và mang đến cho mình có cả nước uống tráng miệng đầy đủ không những thế anh còn ngồi canh và ăn hết mới chiều về thương ông xã ghê nữ diễn viên hạnh phúc kể lại trước khi có con đã giỏi chăm bà xã và tới thời điểm bé bông chào đời trung kiên càng ga dáng bố biển sữa chính hiệu lê phương từng khoe chồng chăm con kỹ hơn vợ khi bà ngoại bận về quê bà ngồi vào ghế phó chủ tịch hội biển sữa còn mẹ trở thành thư ký phương cô dí dỏm Ngoài việc chiều vợ giỏi chăm con, Trung Kiên còn thương con riêng của Lê Phương như là con ruột. Gia đình anh cũng vậy, xem cà pháo như là cháu nội. Mối quan hệ ngày càng gắn bó, bằng chứng là Lê Phương từng khoe ảnh con trai đập ống heo mua và sinh nhật tặng bố dượng, kèm lời chúc vô cùng đáng yêu tình cảm. Trong một bài phỏng vấn, Lê Phương nói về mối quan hệ giữa cà pháo và gia đình Trung Kiên. Mẹ chồng tôi cực kỳ thương bé pháo, chứ không hề có suy nghĩ con riêng hay con chung, dù hai ông bà ở xa như vậy nhưng lúc nào vào sài gòn cũng có quà cho pháo bé pháo từ nhỏ đã không biết ông bà nội là ai và cũng chưa từng có ông bà nội cho nên khi được có tình yêu thương của bố mẹ trung kiên bé pháo lúc nào cũng tin rằng đó là ông bà nội ruột của mình có thể thấy sau những đau khổ của cuộc hôn nhân đầu tiên giờ đây dường như lê phương đã được bù đắp bằng hạnh phúc trọn vẹn viên mãn bên chồng trẻ trung kiên và hai con đủ nếp đủ tẻ Vách Ngọc Hoang, yêu nữ đại gia hơn 9 tuổi, chưa cưới, đã gọi nhau là vợ chồng. Về phần Vách Ngọc Hoang, trước khi chính thức ly hôn, anh đã bị vợ tố là có quan hệ tình cảm với nữ đại gia. Và sau khi chính thức chia tay Lê Phương, nam diễn viên công khai yêu Phượng Channel, Chuyện tình của Vách Ngọc Hoang và bạn gái đại gia hơn 9 tuổi tới bây giờ vẫn luôn khiến cho báo giới truyền thông tò mò chú ý. Có thời điểm cả hai trở thành tâm điểm của dư luận với vô số những bình luận tiêu cực trái chiều. Và đến nay, dù chưa chính thức làm đám cưới, nhưng Vách Ngọc Hoang cho biết đã xem Phượng Chanh Đồ là vợ, anh tâm sự. Trải qua bao nhiêu sóng gió ta mặc kệ ai nghĩ gì thì nghĩ, chuyện chúng tôi ở bên nhau vẫn cứ diễn ra thế. Vách Ngọc Hoang ở thời điểm hiện tại đã trưởng thành chính chắn hơn trước. Từ suy nghĩ cho đến hành động tất cả mọi thứ đều ở mức điềm đạm, tôi hài lòng với điều này. Vách Ngọc Ngoan cho biết Phượng trên hồ luôn ủng hộ anh về mọi mặt. Đứng phía sau cổ vũ tinh thần góp ý để con đường của anh đi luôn suôn sẻ. Nam diễn viên tự hào nói về bà xã. Tôi rất hạnh phúc vì được cô ấy ủng hộ. Kiểu như tôi làm việc tôi, cô ấy làm việc cô ấy nhưng chưa bao giờ xen vào. Và cái gì cô ấy cũng động viên ủng hộ tôi. Có thời điểm cô ấy còn cùng tôi lên Đà Lạt quay phim, lôi báo. Thấy tôi quay các cảnh hành động đánh nhau cực khổ của ấy cũng sót lòng. Có được người vợ như thế, tôi cảm thấy mình may mắn. Nam diễn viên còn xăm gương mặt bạn gái lên ngực trái. Khi biết Quách Ngọc Ngoan xăm hình mình, Phượng Channel đã góp cảm động và viết định gắn bó dài lâu với anh. Ngoài việc là nữ đại gia có tiếng, Phượng Channel cũng từng gây chú ý về cách ăn mặc, nhưng theo chiều hướng tiêu cực, Mỗi lần như vậy, Vách Ngọc Hoang lại đứng ra bảo vệ cho người bạn đời bằng nhiều cách. Nam diễn viên cho biết, anh không quan tâm đến cách đánh giá của người khác vì trong mắt anh, tình cảm với vợ đến từ cách cư xử, chứ không phải vẻ bên ngoài. Có thời điểm, nhiều người nói Vách Ngọc Hoang ở cạnh Phượng Chanh Đồ vì tiền. Về chuyện này, Phượng Chanh Đồ cho rằng bản thân không ngại cho đi, giúp đỡ người yêu mình, bởi khi yêu nhau thì nên sống phóng khoáng với nhau, chẳng việc gì phải tính toán. Cô khẳng định chồng mình là người có tài, nam tính, điềm đạm, không bon chen. Và đó cũng là lý do nam diễn viên người bất tử không kiếm được nhiều tiền so với những ngôi sao khác. Nam diễn viên cũng khoe vợ là người tâm lý sâu sắc nên anh không bao giờ can thiệp vào cách dạy con của cô. Anh thường chủ động tạo ảnh hưởng tốt bằng việc dạy con riêng của vợ những điều hay lẽ phải, dặn con yêu thương động vật, cư xử lệ phép với người lớn và học hành chăm chỉ. Vách Ngọc Ngoan nói, điều tôi nể và trân trọng nhất ở vợ chính là tính nghĩa khí thẳng thắn không tâm cơ dù cô ấy rất thông minh cô ấy âm thầm làm việc nghĩa nhưng không bao giờ ồn ào khoe khoang và hiện tại ngoài việc dành thời gian cho điện ảnh và âm nhạc cuộc sống của quách ngọc ngoan cũng khá an nhàn anh thích kiểu sống miệt vườn đam mê trồng trọt thả cá chăn nuôi đã hơn 5 năm bên nhau, cặp đôi dường như không to tiếng và cãi vã. Theo vách ngọc Hoang, Phượng Channel khiến anh thay đổi, không còn cai cú, thích than vãn như trước nữa. Vậy là sau tất cả đổ vỡ thì Lê Phương lẫn Vách Ngọc Hoang đã tìm được bến đổ hạnh phúc cho riêng mình, hy vọng tình yêu của họ sẽ mãi mãi bền chặt.